Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Anim Gái Thảo nha. Hôm nay chú hai mình đang muốn bán mai vàng đó mọi người. Là để mình quay cái vườn mai vàng của chú hai mình cho mọi người xem. Cái cây mai đây Đây là đây đây. Đưa đây. cây đây là 3 triệu hết chú hai. Đây là 4 triệu. Cây đây 4 triệu. Cái cây mai đây là 4 triệu nha cả nhà. Để mình quay xa. Rất đẹp. Rất là đẹp luôn á. Hoa rất là nhiều luôn cả nhà ơi. Ai có nhu cầu thì liên hệ với chú hai mình nha. Mình chỉ để số điện thoại cho mọi người cùng liên hệ. Đây, cây mai 4 triệu đây. Mà là chắc đúng Tết hả chú hai? Đúng rồi. Mà là đúng Tết luôn á cả nhà. Đúng rồi, đúng rồi. À, wow, nụ rất là nhiều nha, bông nữa nha mọi người. Bông rất là đẹp luôn. Dáng cũng đẹp nữa. Và đây là nghiêng vườn mai của chú hai mình đó cả nhà ơi. Đó, đó. Dạ. Dẹp đây là chú hai mình cũng chưa bán hết, toàn là vườn mai của chú hai đó. Còn hôm nay mình giới thiệu cây mai 4 triệu này, ai có nhu cầu thì liên hệ cùng chú hai. Đó, đây là cái tên ngọn của cây mai nha cả nhà. Nhà chú hai mình bán đủ thứ, mai vàng có, hoa giấy có, mẫu đơn có. Ngũ sắc cũng có luôn. Số điện thoại giao lưu là mình cũng để dưới phần mô tả đó mọi người. Liên hệ cùng chú hai ông ship tặng nơi luôn á. Không bao ship nha. Dạ mà chú hai ông nói là bán không bao ship nhân cả nhà. Bên kia là chú hai ông đang thuê chậu mai nữa chú hai. Còn đây là cái cây mai đang thuê chậu nữa đây. Đây đây bao nhiêu? Sang ở chậu. Cái đây 2 triệu rưỡi. Cái đây 2 triệu rưỡi nè cả nhà. Thế cái chậu đẹp chưa? Chậu này nó mỹ xấu quá. Cái này là 2 triệu rưỡi. Và cái này là 4 triệu nhân cả nhà. Cây mai vàng 4 triệu rất là đẹp luôn. Nụ rất là nhiều. Và cây mai này là đóng tới 100% nha. Niêm niêm con thấy là bán bông nó cũng ít cho chú hai. Niêm niêm bà mai tập rất nhiều đấy. Không, đúng không? Mấy cái mai đấy màu dùm tăng. Sâu hoàng. Giờ cho mấy con. Ủa này mấy cái mai sáu tầng thôi đó, nó khéo quá rồi. Trời ơi, ông nghe ông nói cây sông kia ông làm ông lo ông chở cây sông gì liền nè. Ông nó mới ra. Biết ông bởi nha, mà tao cũng khinh tiền cột rồi.